Công an huyện Thanh Oai đang đề xuất khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Dương Thế Thức, xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội về tội giữ người trái pháp luật. Trước đó vào ngày 29 tháng 8, sau khi sử dụng ma túy đá, đối tượng này đã dùng dao vọ có chiều dài 40cm khống chế cháu Nguyễn Phương Thảo, sinh năm 2010, là cháu, gọi Thức là cậu. Không chỉ dùng các vật dụng chặn cửa phòng, đối tượng còn dọa giết cháu gái nếu có bất kỳ ai tiến vào ứng cứu. Sau khi sử dụng các biện pháp nghiệp vụ khiến Thức sao nhãng hành vi dùng dao uy hiếp, công an huyện Thanh Oai đã nhanh chóng khống chế đối tượng, giải cứu cháu bé.